mời các bạn cùng xem video hôm nay. Và video chứng minh thế giới vô hình có thật. Vị trí đầu tiên, ngôi nhà của Sally. Những tín đồ đam mê và thích tìm hiểu những sự kiện huyền bí thì có lẽ đã nghe nói đến một ngôi nhà bị ma ám rất nổi tiếng bởi một linh hồn của một cô gái có tên là Sally ở Atchison, Kansas. Người ta nói rằng vào đầu những năm 1900, có một cô gái trẻ có tên là Sally đã qua đời trong cơn đau đớn sau khi cố mẫu ruột thừa. Cho đến tận ngày nay, linh hồn của cô vẫn đang trú ngụ trong ngôi nhà đó. Những người đã từng sống trong căn nhà này đều đã trải qua những cảm giác sởn gai ốc khi họ phải đối mặt với các hoạt động huyền bí đáng sợ đang diễn ra bên trong căn nhà. Nhiều người tin rằng ngôi nhà đang bị ám bởi một linh hồn báo thù. The whole time we lived here, my daughter was 5 at the time. She had an imaginary friend named Sally. I'd scold Heather. I would scold her for something, and she would come back and tell me I didn't do that. Sally did it, or Sally told me to do it. When it touched me, that was not a draft. Something's going on in that house. It's strange activity. What it is, I don't know. It was right here where the fire happened. And as you can see, there's no electrical outlet or anything. I kind of had that feeling like were you being watched all those years or. Các hoạt động kỳ lạ cứ liên tục diễn ra, bắt đầu từ những năm 1992 khi Tony và người vợ Deborah chuyển vào sống trong căn nhà. Thì đã có những điều kỳ lạ xảy ra. Điều kỳ lạ đầu tiên mà họ chứng kiến là những bức ảnh mà họ chụp về ngôi nhà. Tất cả đều bị mờ và ố rất kỳ lạ. Mặc dù họ đã dùng nhiều cuộn phim và hai cái máy ảnh khác nhau, nhưng kết quả cho ra vẫn như nhau. Ngay cả một chuyên gia về ảnh cũng không thể giải thích được cho những bức ảnh tự chụp này. Photographic evidence is something I always question because my job is to create illusions photographically. But these several pictures that I was shown are very difficult to explain. Thậm chí là trong căn nhà này còn xảy ra nhiều chuyện đáng sợ hơn. Tony đã nói rằng anh đã bị tấn công bởi một con ma ngay trong chính căn nhà mà anh đang ở. Bằng chứng ngay trên cơ thể anh, những vết xước. Và những sự kiện huyền bí này đã đến tại các đài truyền hình. Nó đã trở thành một đề tài, một sự kiện hấp dẫn vào những năm 90. Điển hình nhất là đài truyền hình Siding. Ngay sau khi đoàn phim đến nhà và bắt đầu cuộc phỏng vấn thì đã có một cái gì đó thật sự sốc xảy ra. Is it gone? She don't like everybody here, dude. What? How did that happen? You don't know. Sally? Go on and walk in there. And get a towel and clean it off his arm. Vì quy tắc của YouTube cho nên những hình ảnh có liên quan đến máu mè sẽ được làm mờ đi. Nhưng ở video gốc thì Tony đã bị 4 vết xước rỉ máu khá sâu trên cánh tay trái của anh. Những sự kiện kỳ lạ đến lạnh gáy vẫn chưa dừng lại ở đó khi mà đoàn làm phim nhận thấy những điểm kỳ lạ như là bị sốc điện. Hiện tượng lạ này đã làm cho họ thật sự sốc. Right here. I can feel it. We're interviewing. It's hot. We've turned the air conditioner off for sound purposes, but it is cold right here in this part of the room. And the air conditioner is off. Mm-hmm. It is so cold right here. Oh, it's this electrical charge you're talking about. Did you feel it? Did you feel it? Yeah, it's like a mild electrical shock. Yeah. Right there. Oh, my God. Can you feel it? Yeah. Jesus. Electrical shock. Right here. Tiếp đến là một phóng viên đang phỏng vấn Tony thì đột nhiên những vết xước kỳ quái lại xuất hiện trên cánh tay của anh. Sau đó thì mọi chuyện trở nên kỳ lạ vô cùng. Cũng tại một thời điểm trong cuộc phỏng vấn, Tony nói rằng anh có cảm giác rất kỳ lạ xung quanh vùng bụng của mình. To be honest with you, I'm gonna add this right now. She's right here with me right now. I'm feeling something really cold shoot around my stomach. I've lost my breath, I'm sorry. Bây giờ, bạn cần lưu ý ở điểm này. Lúc bây giờ có rất nhiều người đứng xung quanh Tony và đang theo dõi rất chặt chẽ cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 30 phút này.
cánh tay và cả bàn tay của Tony vẫn được anh đặt đúng ở một vị trí trong suốt thời gian của cuộc phỏng vấn. She's just went right through my midsection. Oh my God! Look, look. I. Oh, look, they're forming. Can't come up with an explanation why she does this. Look, it's forming right there. She tends to do this to me because I upset her sometimes. I go up top, very slowly. Yeah. Same. Look, one's starting to bleed. There's a whole new. You got another one? Oh, look at that! Look at that! Oh, look at that! Oh my God! It actually. I knew just, she was around. It's this nice dark one where it's bleeding. Just look at that! Look at that! There it is. Look at it. Ngay trước máy quay, khi đó. Có rất nhiều nhân chứng đã tận mắt chứng kiến sự kiện trên. Dường như đã có một thứ gì đó đã cào cấu vào ngực và bụng của Tony một cách rất thô bạo. Những thước phim quý giá này cũng như là các bằng chứng của đài truyền hình đã thu được tại căn nhà ma ám của Sally. Và đây cũng là một trong những bằng chứng thuyết phục nhất về thế giới vô hình. Vị trí thứ hai, hiện tượng tự dịch chuyển. Cậu bé Phantom 13 tuổi đã chia sẻ một đoạn clip lên trang kênh của mình vào năm 2010. Đoạn clip đã thu hút hơn 50.000 lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Đoạn mô tả của đoạn video đã nói rằng chúng tôi đã gặp rắc rối có liên quan đến một tên trộm phá hoại và chúng tôi đã lắp đặt một số camera an ninh để có được bằng chứng về tên trộm này. Và đây là những gì mà một trong những chiếc camera của chúng tôi đã ghi lại được. Những hình ảnh này rất khó để giải thích. Nếu bạn cho rằng đây là một trò lừa bịp thì bạn hãy chứng minh bằng cách nào đó hoặc là làm thế nào để nó có thể làm được như vậy nhé. Vị trí thứ ba, vong hồn ở hồ bơi. Mình đã làm rất nhiều những video nói về những ngôi nhà, trường học, bệnh viện và khá nhiều địa điểm bị ma ám khác nữa. Nhưng video sau đây là một địa điểm hoàn toàn khác. Đó là một hồ bơi đang bị ám. Kênh YouTube có tên là Poltergeist Official đã mở ra một cuộc điều tra tại đây, một nơi được cho là đang bị ám nặng nề tại một thị trấn nhỏ ở Mexico. Khi hồ bơi còn mở cửa cho công chúng, người ta nói rằng nhiều du khách đã tuyên bố đã có nhìn thấy một sự hiện diện u ám của một cái gì đó trong hồ bơi. Và điều đáng chú ý hơn, càng ngày lại có thêm nhiều người nhìn thấy được điều kỳ lạ này. Sau đó thì những tin đồn lan rộng đã khiến nơi này từ lâu không có ai dám đặt chân đến, bởi họ sợ phải đối diện với những điều khiếp đảm có trong hồ bơi này. Và không lâu sau đó thì hồ bơi ngừng hoạt động và nó đã bị bỏ hoang hơn 6 năm nay. Khi những người này bắt đầu vào cuộc điều tra thì họ có nghe thấy một số âm thanh rất đáng lo ngại. No. No, mira, mira, mira el estabilizador. Se vuelve loco. ¡Eso es todo! Uy. No. No.
Está canijo esto, A mí me dijeron que te apareces aquí. Que aquí caminas. Se te está descargando la luz, güey, otra vez. Gritaron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Toma un balazo. No lo sé, pero es un chorro. Nó gần giống như là một cái gì đó đang gõ hoặc là đang đi trên mái nhà vậy. Thế nhưng, những gì xảy ra sau đây mới thật sự khó giải thích. Họ đã đóng cánh cửa và khóa hẳn lại. Và sau đó thì điều này xảy ra. Guíanos a donde estás. No, no. ¿Se salió sola? No, no. No, 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 no. ¿La trabaste? ¿Viste que la había dejado cerrada? ¿La trabaste? ¿Sí? Algo caminó. No. ¿Qué es eso, güey? Mira, mira. Algo caminó, se está moviendo. Se está moviendo la lámpara. ¡No! ¡No! Mira. Họ liên tục nghe thấy những âm thanh không xác định liên tục phát ra. Sau khi họ chia sẻ đoạn video lên YouTube, những người xem của họ đã nhìn thấy được điều bất thường đã xảy ra, và nhóm điều tra viên này hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc đó. No manches. Algo se movió allá. Alumbra. Alumbra. Alumbra, alumbra, alumbra. Alumbra, yo vi que algo corrió. ¿Ya viste? ¿Qué es eso? Abajo. Entre la puerta. A ver, cierra eso. Vamos a cerrar eso. Bạn có thấy thứ đó không? Khi máy quay xoay qua, thì đã có một bóng đèn xuất hiện, đèn đứng bên kia hồ bơi, gần bức tường. Nhưng chỉ trong tích tắc, cái bóng đèn này biến mất. Vậy đó có phải là một con ma được camera ghi lại không? Hay đó là một cái gì khác? Quyền quyết định sẽ hoàn toàn thuộc về bạn. Và đó là toàn bộ video hôm nay. Nếu bạn cảm thấy thích và muốn theo dõi những video mới nhất từ kênh, thì bạn hãy subscribe hoặc là đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin thân ái kính chào tất cả các bạn. Video được thực hiện bởi bạn của Dám Xem.